Rồi, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho một cậu em ở ngoài Bắc Ninh cách kết nối livestream trên cái con mixer, cách sử dụng mixer 99 hiệu ứng và với con mic AT2020. Rồi bây giờ Vương chú ý giùm nha. Ở đây là mình kết nối cái cổng nguồn ở phía sau có nút công tắc ở đây. Mình bấm vô ổ điện, đây là dây nguồn rồi ha. Rồi bỏ qua công tác đó đi. Bây giờ mình sẽ kết nối dây livestream trước. Đầu tiên là mình kết nối Bluetooth. Bắt đầu là mình ấn vô cái nút này ha, ấn vô cái nút này cho đèn sáng lên. Xong rồi mình mới ấn xuống đây. Thì cái bảng điều khiển nằm ở đây, mình sẽ ấn cái nút này. Nó đi ngay đúng cái ký hiệu của Bluetooth, xong mình bấm ấn nút play. Rồi Bluetooth nó sẽ chạy. Bắt đầu mình sẽ vô đây dò Bluetooth. Vô đây mở Bluetooth lên nè. Mở Bluetooth lên. Rồi cái bảng Bluetooth nó sẽ hiện lên. Mình sẽ dò ra cái tên của cái mixer. Chậm quá. Cái tờ dò không được thấy. Cái này không ta. Đây, nó là cái tên nó đây. Ok. Rồi tiếp theo. Tiếp theo mình sẽ cắm cái cọng dây này nha. Lưu ý giùm anh nha, cắm vô cái cổng này. Cái cổng để chữ mic out nè. Mic out nè. Nha. Rồi, ok. Ở hai đầu này, một đầu chúng ta cắm tai nghe, một đầu chúng ta cắm dây livestream. Đây, bên này cắm tai nghe. Rồi mic. Ở đây ha, đầu này cắm vô mic. Đầu này cắm vào cái lỗ này. Đây cắm mic 1 mình. Đây đang dùng mic 1 nha. Rồi bắt đầu bây giờ mở nhạc lên. Rồi bây giờ mình sẽ gắn dây livestream. Bây giờ anh cột lại cái đầu này lại nghe chưa? Rồi Vương coi nha. Nó đang xài Android thì sẽ gạt lên cái hướng này. iPhone 5 ra xuống là gạt hướng này, còn iPhone 7 ra lên gạt hướng Android hết. Nha. Đầu này mình sẽ cắm vô cái lỗ. Cái lỗ chia còn lại nè. Rồi cái đầu đen này cắm vô điện thoại hoặc livestream, bây giờ mình sẽ cắm lên. Rồi, Vương nghe chưa? Nghe được chưa? Nghe được chưa? Alo, 1, 2, 3. Tai nhạc đây. Rồi. Ở đây là nhìn Vương nhìn ha, cái line 89 này, cái line mono 89 này nó sẽ đi ra cái đường này là chỉnh nhạc, nó chỉnh bass chép cho nhạc. Cái này là nút trái phải, đầu tiên là nút bên nghe bên tay trái tay phải. Cái này là cái hiệu ứng, cái effect chúng ta tắt nó đi, nhạc thì chúng ta không mở hiệu ứng lên, nhạc nó sẽ bị vang. Còn cái này là cái cổng AUX chúng ta cũng không dùng. AUX này là đi ra đường micro của vang số. Rồi tới ba nút trắng này với nút đỏ này là gain. Gain lớn nhạc. Gain cho nhạc. Đó, to lắm. Cái đầu tiên là chép. Chép cao nè, chép trung nè, bass nè. Đấy, chép trung nè. Mic này bắt. Ok. Rồi nghe được ha. Thì ở bên đây cũng vậy, cái đường mic này cũng vậy. Cái nút này là gain, gain cho mic nha. Mic này gain nè. Alo. Ở đây là cái tổng nè. Đường này là đường tổng. Nha.
Còn cái này là nghe bên trái bên phải, cái này là effect echo, muốn vang nhiều vang ít nằm đây. Ở đây là cái cổng AUX chúng ta không dùng luôn. Thì ở đây nó cũng chết cao nè, chết trung nè, bass nè, luôn đó. Nên muốn hát tiếng bass nhiều hay bass ít gì nó là cái nút này. Cái này chết trung, cái tiếng mic trung nó làm dày đầy tiếng mic. Cái này là chết này, luôn 1, 2, 3 nó làm sáng mic. Rồi nó mỗi một cái đường, mỗi cái đường line in này nó chỉnh cho mỗi một đường mic nha. Rồi ở đây là cái tổng của nhạc, đây tổng của nhạc, ở đây là tổng vừa nhạc vừa mic nha. Ở đây là âm lượng tổng chung, âm lượng tổng chung á chúng ta nên đừng có để nhiều quá, nó vừa phải thôi, đừng để này quá nó vỡ tiếng. Còn cái nút này á, cái nút này á, nút này là cái âm lượng tổng của chế độ vang, vang ít ít nè, mất luôn vang nè, đó, này là lên vang nhiều nè, cái này là vang dài hay ngắn, nhá, nhớ cái này là vang dài hay ngắn. Còn cái này là chúng ta chọn 99 hiệu ứng ở trên cái nút này, cái này mình dặn thoải mái, ví dụ như là muốn qua echo nha, qua echo mình chọn chế độ 37 đi. Alo, 1, 2, 3 đó, cái đầu echo nó tương tự như vậy. Mình có thể dò tới 99 hiệu ứng, cái hiệu ứng là mình cảm thấy vừa ý thì mình dừng. Trước khi dùng như này là nó chưa, phải không, ấn vô cái là nó chọn qua vượt đó. Ở đây là nút nguồn phantom, khi mình hát bằng cái mic thu âm, hát mic thu âm như mic AT2020 thì mình phải ấn cái này lên. Bắt buộc mình phải ấn cái này lên nó mới ra nguồn cho cái mic thu âm. Còn đây là 7 cái cần chỉnh. 7 cần chỉnh thì chúng ta chỉnh thoải mái, sao mà cảm thấy vừa ý là được. Nó không đi theo cái trình tự nào cả, mình chỉnh cho nó vừa tròn tiếng là được. Vừa tròn tiếng nhạc với mic là nó đều với nhau là được. Đây là cổng USB để gắn USB vô nghe nhạc. Ở đây thì nó mấy cái cổng ra vô nó có LR là ngõ ra, tai phone nè, ở bên đây cũng vậy. Một cái đường lay, ở dưới này là lay in, đây là lay out. Out là ra, in là vô. Chúng ta có thể lấy nhạc vô ngõ này và lấy vô đường ngõ này cũng được, hoặc là vô những ngõ này cũng được. Rồi, nó đơn giản vậy thôi, rất là dễ đúng không ạ? Ok. Rồi, có gì Vương xem cái này làm giùm anh nhé.